Uống rượu xong. Anh em lại ra khu trưng bày. Đâu cái nào nhỉ? Đấy, cứ mỗi một cuộc chơi sau khi rượu vào mới có thể mua bán được. Ở đâu cái nào nhỉ? Mua bán cái nào nhỉ? Hai ông ngồi. À, tác phẩm này. Cái này có thằng Tinh. Có phải có làm gì có mic có thể là nói được. Ôi, bắt ghê nhỉ. Bắt ghê. Bắt ghê rồi. Máu rồi. À, thưa các bạn. Của anh phó biên dịch. Trong chương trình giao lưu. Tăng quá to rồi. Tăng hết rồi. Ông Hùng bây giờ là có lẽ cái này Hùng đấy à? Bây giờ là 11:13. Chỉ có những cuộc rượu xong thì mới có thể là có được những cuộc mua bán. Tôi ban bán tên là gì nhỉ anh chị? Tôi tên là Hùng. À, cũng chính là ông nhà vườn mới tránh. Chủ nhà vườn. Hội viên cây cảnh. Hội viên cây cảnh bonsai Hiệp Hòa muốn giao lưu với lại hai hội viên tình chủ cây Nguyễn Văn Tình. Đây là hai đâu à? Anh Tình đâu? Cuộc giao lưu đã thành công. Thành công. Xin gửi tiền em. Rồi. Đúng. Kiểm tra lại. Rồi. Có nhiều tiền không nhỉ các bạn nhỉ? Cho nó ai tí. Có chủ nhiệm 10 triệu. À, 10 triệu. Rồi. 10 triệu cho cái tác phẩm dưới. Đấy. 10 triệu rồi. Chỉ có người uống rượu xong thì mới giao lưu được. Rồi. Rất phấn khởi, cảm ơn các anh nhá. Biển này sẽ để hết triển lãm. Vâng, hết triển lãm. Em đếm giúp anh. Ok. Để đếm sao. Nhiều người lắm. Rồi, để chụp mô ảnh nhá. Anh hôm nay là độc quyền truyền thông. Độc quyền truyền thông, được rồi đấy. Tức là mọi người phải chơi đẹp. Đúng rồi. Ăn xong lại còn mua được cây. Ăn xong lại còn bán cả cây. Mà ăn xong rồi, giờ rượu rồi vẫn còn ra lắng cái này. Có mùi. Tôi đừng đứng ở trong mát. Bởi vì lắng quá mất rồi. Anh em ăn xong mua cây. Lại còn ra xem cây tiếp. À, trong thưa các bạn, chương trình sẽ còn rất nhiều các video chia sẻ sau này mà tôi sẽ phát. Xin chào bạn. Cháu Vinh. Hả? Lâu lắm không gặp bác. Lâu lắm của bác. Rồi. Đấy ông Vinh này bao rồi. Ông Vinh ơi. Rồi. Ông Vinh trên mạng suốt đấy. Ừ, thế hai anh em lên à? Vâng, hai anh em cháu lên. Vinh Nguyễn. Hai anh em cháu yêu cây. Rồi. Trên đây là rồi. Cháu bác. Rồi. Còn đây là bác Quyền không ạ? Bác Quyền. Có gì đâu mà gì. Đấy, vẫn cứ phải đứng ở trong mát bác còn để muốn vào đâu mình. Mà thật. Trên một chiếc chậu không lấy gì làm đẹp, nhưng bề thế của nó cũng thấy được độ duyên dáng. Bàn tay của nghệ nhân cho nên cũng sắp đặt độ cao thấp khá là cũng phải muốn hơn mới cua rồi. Ôi, chào. Vâng, tôi tác phẩm ba thân, tác phẩm này của nó thế nào, như chân thế nào, như có được không, tác phẩm của nó được cái gì à? Ừ, rất là dẻo đấy, có cái là cái bông tán của nó có lẽ là đương ở giai đoạn làm, có phải không? Cho nên là chưa hoàn thành về bông tán. À, mới sửa xong rồi. À, thế à? Nhưng tạo bông tán. Nhưng cành thì cũng tương đối. Đây nó là xanh gì ấy nhỉ? Xanh gì? À, xanh quê. Có lẽ một
xe để chỗ nào? Đây, để tất cả xe là bao lao vào đây. Ông xe không? Xe tôi đừng để ngoài kia. Ừ được rồi, tới tôi trả phải mang. Phóng viên thì xe để đâu trả được. Anh em mới lo, anh em chứ còn lo thì cho mình. Thật, phóng viên thì mà lo. Thật, phóng viên rồi còn lo xe báo. Ừ, rồi. Nhà của câu lạc bộ của hát thị trấn. Đúng qua đến xin để xuống thị trấn giao lưu. Thị trấn gì? Thị trấn. Ông Mỹ bảo là tôi tài trợ cho 100 thì sao không? Ông phải có không Mỹ? Ừ, thì rồi mình vô cho 200. Phải có chứ, cũng rất lịch sự. Không, nên là tặng hoa nó trước thì hát. Không, hoa xong mới tặng. Hãy xem nó hay. Xem nó hay đó. Chưa. Bây giờ mới trăng à? Hả? Khuôn khổ giao lưu giữa câu lạc bộ và nhà vườn Hùng Tránh. Thank you.
không, không bán. Cho nên là không có số điện thoại. Thank you.